Hello, hôm nay em có mấy cây sabote, black sabote đang ra hoa rất là nhiều. Cái cây này đủ sức để có trái, đủ sức để đậu trái nha. Nhìn rất là đã luôn, cây cao tầm khoảng 4 feet up, 5 feet. Nhưng là đa phần em cắt tỉa nó ngắn hết à, không có để cho nó cao. Đang ra hoa này, mùa này là mùa của nó rồi. Đang ra hoa rất là nhiều. Nếu như mà anh chị cô chú mà thích ăn cái sabote này á, thì alo cho em ha. Loại này người ta gọi là loại sô cô la, hồng sô cô la đó. Nó trái của nó đen thui, cái vỏ nó màu xanh nhưng mà trái của nó đen thui à. Ăn nó không có ngọt nhưng mà nó cực kỳ béo và mịn mịn hơn cả kem nữa. Ăn rất là ngon, mịn phải nói như thế nào ta? Nó mịn mịn như bánh lăng luôn á, nó mịn như bánh lăng vậy và nó rất là béo nhưng mà nó ít ngọt. Loại này chỉ để ăn chín thôi nha, không ăn sống được, nó rất là mềm. Nếu như mà anh chị cô chú thích ăn loại này thì ủng hộ cho em ha. Thank you.